Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì có mấy đơn hàng về Rumani, đơn hàng cũng mới về về các cái đơn thì tôi cũng chưa đọc, có công ty mới gửi về, thành ra là bây giờ thì có một ít như vấn đề như thế này. Bởi vì như tôi đi thì khoảng 4 tháng rồi cũng chưa đi được, thì đây là một vấn đề cấp thiết, bởi vì đây là có cái nhà chủ của cái chủ ở bên kia, bên Rumania, họ đại khái là do vấn đề về công việc gì đấy, nói chung là họ chưa nhu cầu của họ chưa cần chẳng hạn, thì nó họ chưa đưa đi. Thì có cái pro của mà ấy thì đằng trước của tôi là 12, Pro 12 thì bây giờ có Pro 13, 14 thì họ đi rồi, thường thường là 3 tháng thôi. Nhưng mà do bên chủ sử dụng thì họ chưa sử dụng, có thể là đến bây giờ thì họ chưa gọi. Thì cái vấn đề đấy thì cũng vậy thôi, bởi vì là họ không gọi thì cũng đây là một cái vấn đề về có thể cho các bạn để sau này các bạn có thể là tìm hiểu thêm, gặp cùng vào cái ấy của tôi, của vấn đề của tôi. Đáng lẽ là các cái cô rộp họ phải đi rồi, nhưng mà bây giờ thì cái đợt đợt tuyển rồi chúng tôi cũng rất là chỉ là nhiều, nói chung là nhiều người chưa chưa ai đi được cả. Nói chung là cô rộp 12 với tôi thi là thấy tình hình là nói chung là mình đang ở nhà, bây giờ là chưa có đơn bay, thì một thời gian nữa thì tôi sẽ cùng gọi ấy, gọi với giám đốc thì họ nói là ấy, họ nói là do chủ sử dụng chưa chưa có lịch, thì tôi hỏi với bạn tôi ở bên trên kia bên 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 Rumani về thì nói cũng có những người chờ đến 8 tháng, thường có người 6 tháng 8 tháng, nhưng mà hỏi là nó mấy tháng nó đi, nó 3 tháng, thì có người mau như vậy, thì còn có người thì như vậy tùy theo chủ sử dụng. Còn tôi thì nằm vào vấn đề này thì cũng được để coi thử là để mà ấy với các bạn, vì các bạn có những người thì có thể đi mau thì đi mau thì rất là ấy, rất là ok, nhưng mà tôi thì vấn đề của tôi làm về chương trình này mà thấy cũng chưa đi được. Thì tôi thì người khác bạn của tôi thì rất là nôn nóng, bởi vì người ta công việc thì không không ổn định ở nhà, hoặc là những làm thợ xây hoặc là chủ thầu gì đó họ không dám dám nhận để làm. Còn tôi thì công việc ở nhà thì mình đã có làm nên cái đó suốt ruột đập đúng thôi. Còn bây giờ thì sau cái mỗi video của tôi ở đằng sau nói chung vài 3 phút gì đó thôi, thì ở đằng sau là có cái đơn của các cái tuyển đợt tiếp theo của cái các cái đơn hàng, thì tôi để đằng sau video các bạn sẽ tiện theo dõi ở ngay sau video. Các bạn nhớ nút like và sub để ủng hộ cho kênh, bởi vì đây là kênh về Rumani, thì đây là cũng là một vấn đề về nan giải về cái thời gian lâu, thì đây là một vấn đề tốt cho các bạn để tiền theo dõi, bởi vì kênh này là kênh để mà làm của tôi thì về sửa chữa, nhưng mà gần đây thì do yêu cầu của cái bên công ty của bên đối tác thì tôi làm nhiệm vụ này, tôi làm về cả video và tuyên truyền các cái đơn để cho các bạn tiền theo dõi. Thôi, đây là sau còn cái này thì đơn của chúng tôi. Xin chào quý vị các bạn. Thì hôm nay thì thi tuyển vào ngày 26 tháng 3 năm 2019, thì có các cái gần như các con lịch cũ của ấy là R22, tức là vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Thì ở đây nó phân cấp thành theo pro, tức là từ pro 1 cho đến bây giờ là pro 22 rồi. Còn tôi thì đang ở pro 11 và 10 12. Thì có cái ngành nghề như số lượng và đốc, ở đây đốc công là một người.
thời thi Úc Đạt thì 12 người, thì mức lương và cái giá đi thì như vậy, thì hai lương cô mức lương cao nhất thì của ấy thì 1.500 hoặc 1.450, thì thợ sắt thợ cấu cột khoa thì giá khoảng 2.800 đấy. Và các cái ấy thì các bạn phải đọc ở bên dưới, bởi vì đây là các cái thông báo của thi tuyển đợt này đấy, thì có những cái gì thì các bạn cứ theo đơn đấy, tôi đằng sau ấy tôi đặt các cái vị trí của đơn, thì các bạn sẽ có thể chi tiết và liên hệ với số điện thoại, thì như vậy thì 01 09 sao hai 6 3 4 3 6 9, thì đây tôi sẽ đặt vào cái ấy vào